đội tuyển Việt Nam có thể tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhờ chiến thắng trước đội tuyển Palestine. Chiến thắng trước Palestine giúp đội tuyển Việt Nam có thêm điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo công thức tính điểm ELO, huấn luyện viên Philippe Chaussier và các học trò có thêm 4,91 điểm từ trận đấu duy nhất của đội nhà trong loạt trận quốc tế tháng 9. Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam có thể tăng một bậc lên hạng 94 thế giới với số điểm 1.243,14. Đội bóng bị đội tuyển Việt Nam vượt qua là Benin, đại diện của châu Phi bị trừ tới 14,49 điểm sau trận thua Mozambique và rơi từ vị trí thứ 93 xuống 95. Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 15. Đội tuyển Syria đứng ngay phía trên với 1.245,82 điểm. Trong tháng 9, đội tuyển Syria bị trừ 1,4 điểm do hòa đội tuyển Malaysia và cộng 5,6 điểm sau khi thắng đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Nhật Bản đứng đầu châu Á và đứng hạng 19 thế giới. Họ được cộng 9,24 điểm nhờ thắng đội tuyển Đức và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Xếp sau đội bóng này lần lượt là Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan xếp thứ 2 sau Việt Nam. Họ được cộng 6,83 điểm khi đánh bại đội tuyển Liban và hòa đội tuyển Iraq trong 90 phút. Các trận đấu này đều nằm trong khuôn khổ King Cup 2023. Xếp sau Thái Lan là các đội tuyển Philippines và Malaysia. Trên thế giới, đương kim vô địch World Cup đội tuyển Argentina đứng đầu. Đội tuyển Pháp đứng thứ 2. Top 5 không có sự thay đổi vị trí sau loạt trận đấu quốc tế tháng 9. Đội tuyển Pháp là đội duy nhất trong nhóm này thua trận thất bại với tỷ số 1-2 trước đội tuyển Đức trong trận giao hữu. Dự kiến, bảng xếp hạng FIFA tháng 10 tiếp tục có sự xáo trộn với loạt trận quốc tế dành cho các đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận với các đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan.